Đợi mày có bản lĩnh đó rồi hãng nói. Bây giờ đến lượt cô rồi. Anh muốn làm gì? Lúc nào? Cô sẽ đến làm nha hoàn rửa chân cho tôi đây. Lý thiếu gia, cháu gái tôi không hiểu chuyện nên mới ăn nói không suy nghĩ như thế. Anh có thể nể mặt ông già này được không? Tha cho nó lần này thôi. Ừ, cũng được. Ông già tôi sẽ dùng tiền để bù lại sai lầm lần này của nó. Ông nội, ông nội, Thẩm lão gia, ông đã nặng lời rồi. Ông đức cao vọng trọng, thể diện của ông, một vãn bối như tôi đương nhiên sẽ nể mặt. Nếu là nói đùa vậy thì thôi đi, đền tiền gì chứ, cũng sẽ làm mất tình cảm. Không cần đâu. Thẩm tiểu thư, cô nên mừng vì cô có một người ông tốt như thế. Lý Việt Trạch, anh có gì mà đắc ý chứ? Chẳng qua anh chỉ gặp may thôi, may mắn cũng là một loại thực lực. Thẩm tiểu thư, cô chắc không phải ngay cả câu này cũng chưa từng nghe đấy chứ? Tôi nói rồi, cô muốn hủy hôn với tôi, đó chỉ có thể là tổn thất của Thẩm gia các người thôi, không phải của nhà tôi. Lý Việt Trạch, anh thật là sói mượn danh cọp mà. Lý Việt Trạch, người đời ai mà không biết, tại sao anh có thể thành công như thế chứ? Không phải hoàn toàn nhờ vào Zết tiên sinh sao? Tôi tin lần này cũng không phải là ngoại lệ. Anh đắc ý gì chứ? Nếu mà Zết tiên sinh có thể giúp tôi tin thành tựu của tôi cũng sẽ vượt mặt anh. Nếu mày cảm thấy tao là nhờ vào sự giúp đỡ của Zết tiên sinh, mày hoàn toàn có thể nhờ vào ông ta. Nhưng xem mày có bản lĩnh đó không đã. Tôi nhất định sẽ làm được. Anh chờ đó. Đúng là thằng hề mà. Ha ha ha. Này, chúng ta đi thôi. Việt Trạch thiếu gia, tôi không theo anh về công ty nữa. Bên phía rạp phim đang chờ câu trả lời của tôi phải đi họp với họ. Nhớ kỹ lời tôi nói với ông, đừng sợ phí tiền quảng bá phim, càng quảng bá rộng rãi cho tôi, như thế lợi nhuận của chúng ta mới có thể đạt tới mức cao nhất. Đến lúc đó đương nhiên sẽ không thiếu phần của ông đâu. Anh yên tâm đi, Việt Trạch thiếu gia, tôi nhất định sẽ làm hết sức, anh cứ đợi tin tốt của tôi. Được. Đạo diễn trông có vẻ rất kích động, ước mơ nhiều năm của bản thân đã thành hiện thực. Nếu đổi lại là cô, chắc cô còn kích động hơn cả ông ta. Bạch Tình, tôi nhớ cô học chuyên ngành tài chính đúng không? Đợi có cơ hội tôi sẽ mở một công ty tài chính cho cô. Hả? Lý Thiếu, kiến thức để làm tài chính còn sâu rộng hơn làm công ty giải trí nữa đó. Không phải nói muốn mở là có thể mở được đâu. Chuyện này không cần cô bận tâm. Chúng ta bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết. Sợ phó tổng, chắc cô không quên giao kèo giữa chúng ta đấy chứ. Nhớ chứ, vậy chắc cô cũng sẽ không lật lọng như Lý Tùng Dương đấy chứ. Tôi có chơi có chịu. Chuyện này, tôi muốn lật lọng cũng được sao? Tôi chính là thích loại con gái hiểu rõ bản thân như Sở Phó Tổng. Bây giờ cô có thể tan làm được rồi. Tiếp theo, để Sở Phó Tổng làm thư ký của tôi một ngày một đêm là được rồi. Âu, Lý Tổng, anh định làm gì tôi? Cô sẽ biết ngay thôi. Lý Việt Trạch, anh muốn làm gì? Sở Vận, cô không sao chứ? Tên này, có phải muốn ức hiếp cô không? Thẩm Thanh Đồng, sao lại là cô chứ? Lý Việt Trạch, may mà tôi tới kịp. Nếu không khuê mật của tôi lại bị anh ức hiếp rồi. Cô có chắc Sở Vận không phải là cam tâm tình nguyện bị tôi ức hiếp không? Cô nói đúng không, Sở thư ký? Cái gì? Sở thư ký? Sở Vận rõ ràng là phó tổng. Từ khi nào trở thành thư ký của anh thế? Sở Vận, cô thật sự trở thành thư ký của Lý Việt Trạch sao? Tôi cá cược thua anh ta nên phải làm thư ký cho anh ta một ngày một đêm. Lại là cá cược sao? Lý Việt Trạch, nhà anh mở sòng bạc à? Chúng ta mặc kệ anh ta, chúng ta đi thôi. Lý Việt Trạch tính cách bá đạo, nếu mà mình bỏ đi như thế, anh ta nhất định không tha cho mình đâu. Nói không chừng sẽ còn liên lụy tới Thanh Đồng. Chỉ là nếu không đi lại. Sở Vận, cô còn ngây ra đó làm gì chứ? Chúng ta đi thôi. Thanh Đồng, tôi còn có việc, cô đi trước đi. Cô không đi với tôi sao? Tôi có chơi có chịu. Không đi được. Cô yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Anh ta không làm hại tôi được đâu. Được thôi. Lý Việt Trạch, anh nghe cho rõ đây, nếu anh ức hiếp cô ấy, Thẩm Thanh Đồng tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ngay cả Thẩm gia chúng tôi cũng như thế. Anh coi chừng tôi đó. Lại thêm một cô gái xinh đẹp nữa. Đáng tiếc là nhiều lời quá. Lý Tổng, Thanh Đồng cô ấy chính là như thế đó, nghiện nhân não. Anh đừng trách cô ấy. Cô sợ tôi trả thù cô ta sao? Yên tâm đi, nếu tôi và cô ta đã hủy hôn rồi, chỉ cần cô ta không đụng đến tôi đương nhiên sẽ không để tâm tới cô ta. Anh nói sai rồi, tôi còn chưa đồng ý anh và Thanh Đồng hủy hôn. Anh vẫn là cháu rể của Thẩm gia chúng tôi. Thẩm lão gia, ý ông là sao chứ? Chữ hiện ngay trên mặt rồi. Lúc trước là lão đây hồ đồ không nhận ra,
cháu rể cậu. Tôi đã xác định rồi. Ha ha ha, Thẩm lão gia. Chuyện hôn sự không thể cưỡng cầu, như thế không hay đâu. Lý Thiếu, không biết ông già tôi có thể mời anh uống trà được không? Nếu ông đã mở miệng, vãn bối như tôi nếu không đi, há chẳng phải là không có quy tắc sao? Thẩm lão gia, mời. Việt Trạch à, anh nói là anh đã làm một số việc kinh doanh, đều là Z tiên sinh đứng sau anh sao? Thực ra Z tiên sinh đó chính là anh đúng không? Tâm tư của Thẩm lão gia này thật là thâm sâu, chuyện này cũng bị ông ta nhìn trúng rồi. Thẩm lão gia, ông nói không sai, Z tiên sinh là tôi chính là Z tiên sinh. Ừ, thật là hổ thẹn, lúc trước tôi vẫn luôn coi anh là đồ phá gia chi tử, chỉ là vừa nhìn thấy anh khẩu chiến với đám người kia, khí thế hiên ngang, tôi mới nhìn ra. Thẩm lão gia, ông quá khen rồi, một tay khuấy đảo cả thị trường tiền ảo, dễ dàng thu lợi mười mấy tỷ, một tay thao tóm thị trường điện ảnh. Lý Thiếu, Z tiên sinh như anh thật là lợi hại, đúng thật là lợi hại. Ha ha ha. Lý Thiếu, nhưng mà anh biết, lúc trước dù biết anh là một tay chơi khét tiếng, nhưng vẫn nhất định muốn gả Thanh Đồng cho anh không? Đại khái tôi cũng có thể đoán được một chút. Bây giờ Thẩm gia không có ai thừa kế, cần phải liên hôn với Lý gia để vực dậy bản thân. Anh rất thông minh, liên hôn giữa các gia tộc hào môn vốn chính là một cuộc làm ăn. Chỉ là đáng tiếc Thanh Đồng lại quá bướng bỉnh, cho rằng anh là một tên công tử kém cỏi, cứ làm ầm ĩ đòi hủy hôn với anh. Tôi vô cùng yêu thương nó, chiều chuộng nó, vì vậy không thể không đi với nó tới nói chuyện với cậu về việc hủy hôn. Nhưng mà cái gì? Nhưng mà tôi quyết định rồi, cuộc hôn nhân này tôi tuyệt đối sẽ không hủy đâu. Thanh Đồng bắt buộc phải gả cho anh. Thanh Đồng chỉ có gả cho anh, ngày tháng sau này mới được hạnh phúc, Thẩm gia cũng sẽ lớn mạnh hơn. Thẩm lão gia, ông cứ cố chấp như thế, không sợ tôi không đồng ý sao? Anh sẽ đồng ý thôi. Tại sao chứ? Vì tôi có thể giúp anh lấy được quyền thừa kế Lý gia. Ha ha, anh không cần kinh ngạc nhìn tôi như thế đâu. Không có bí mật giữa các gia tộc hào môn, tôi đã sẵn lòng gả cháu gái của tôi cho anh, thì đương nhiên cũng sẽ điều tra rõ ràng chuyện của anh, bao gồm cả chuyện gia đình anh. Bái phục. Của nhiên gừng càng già càng cay. Thẩm lão gia, vẫn là ông cao minh hơn tôi một bậc. Vậy anh có đồng ý lấy Thanh Đồng không? Tôi đồng ý, có gì mà không đồng ý chứ. Nếu đã có được giang sơn, lại còn có thể ôm mỹ nhân, bao nhiêu người đàn ông còn cầu không được nữa. Là tôi chỉ là người phàm mắt thịt, tôi cũng thế thôi. Lý Thiếu, Thanh Đồng và Thẩm gia, tôi nhờ cả vào anh. Thẩm lão gia nặng lời rồi. Nếu ông đã tin tưởng tôi như thế, tôi nhất định sẽ không làm ông thất vọng đâu. Tôi tin anh. Đúng rồi, tôi muốn biết người mang ảnh anh chụp chung với nữ minh tinh đó đến cho tôi là ai thế? Tiền Đông Lương. Anh ta bị tôi đuổi rồi. Quản gia Lý gia, tôi tin giữa hai người có ân oán gì đó, nhưng tôi cảm thấy không đơn giản vậy đâu. Hy vọng anh có thể điều tra cho kỹ. Được, vậy cảm ơn Thẩm lão gia nhiều nhé. Chúng ta sau này đều là người nhà rồi, nói cảm ơn thì hơi khách sáo rồi. Cố lên nhé. Thẩm lão gia đi thong thả. Đại thiếu gia, giúp tôi điều tra một chút động tĩnh gần đây của Tiền Đông Lương, đặc biệt là xem thử gần đây ông ta qua lại với ai. Dạ vâng. Tiền Đông Lương, nếu ông đã tự tìm đường chết, vậy thì đừng có trách tôi. Nói, đại thiếu gia, có phát hiện, tôi đã gửi anh qua điện thoại anh rồi, anh xem là biết ngay thôi. Lý Tùng Dương. Quả nhiên là mày. Mày vì muốn lật đổ tao mà không tiếc trả giá. Vậy chúng ta chờ xem, đến cuối cùng ai sẽ trách thảm hơn nhé. Lập tức đòi nợ Lý Tùng Dương. Nói với anh ta, ngày mai nếu không chuyển 500 triệu cho tôi sẽ đánh gãy một chân của nó. Lý Tổng, anh không sao chứ? Thẩm lão gia nói là thích tôi vô cùng. Tôi có thể có chuyện gì được chứ? Anh không sao thì tốt, nếu đã như thế, tôi đi trước nhé. Đợi đã. Này, buông tôi ra, anh muốn làm gì? Sở thư ký, sao cô lại đi vội thế chứ? Có phải cô quên chuyện gì không? Bây giờ đã tan làm rồi,
Nhưng cô bây giờ là thư ký riêng của tôi. Thư ký riêng? Cô hiểu. Tôi muốn làm gì chứ? Ở đây không tiện. Cô đến chỗ tôi đi. Còn đứng ngay ra đó làm gì chứ? Vào đi. Lý đại thiếu, anh đưa tôi tới đây làm gì chứ? Nửa đêm rồi. Đến khách sạn đương nhiên là để ngủ rồi. Cô không dám vào, là sợ tôi ăn thịt cô sao? Sở thư ký, cô trông có vẻ to con, nhưng lá gan lại rất bé. Cô nói đúng rồi đó. Tôi chính là muốn ăn thịt cô đó. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không miễn cưỡng người khác đâu. Tối nay cô phụ trách ủ ấm giường cho tôi, cô còn có việc quan trọng hơn phải làm. Dì nhỏ à, lần này phải làm sao đây? 500 triệu đó là tất cả tiền tiết kiệm của cháu. Nếu mà đưa hết cho Lý Việt Trạch, cháu thật sự không còn gì nữa. Hoảng gì chứ? Thủ đoạn của anh ta đúng thật là rất ác, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ để anh ta muốn làm gì thì làm. Tôi nhớ, cậu không phải có một công ty chứng khoán sao? Anh ta không phải muốn tiền sao? Vậy chúng ta có thể đưa công ty chứng khoán cho anh ta mà. Dì nhỏ à, công ty chứng khoán đó của cháu sớm đã. Dì nhỏ, cháu hiểu ý gì rồi. Là để Lý Việt Trạch tiếp nhận cái công ty nát đó. Không sai, anh ta có lợi hại thế nào đi chăng nữa, nhưng một công ty chứng khoán nát có thể khiến cho anh ta vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, người thừa kế Lý gia bắt buộc phải là cháu. Dì nhỏ, chiêu này của dì thật là cao minh. Chiêu của dì gọi là một hòn đá trúng hai con nhạn, thực sự là vô cùng cao minh. Cháu sẽ làm theo lời dì nói. Ha ha ha. Lý Việt Trạch, anh đấu không lại tôi đâu. Đừng nhìn nữa, tối qua tôi không đụng vào cô đâu. Đây là dự án tiếp theo mà công ty sẽ tiến hành quay. Cô tìm người đi, càng quay nhanh càng tốt. Hạ Đặc phiền não. Đạn bay, tôi không phải là thần tiên. Mấy cái này đều là kịch bản tôi thức khuya để viết đấy. Không sai, không ngờ cô cũng biết viết kịch bản. Có mấy bộ phim này, tôi tin là trong một năm sẽ khiến giá trị thị trường của công ty tăng gấp 10 lần. Cái gì, mặc dù mấy kịch bản này đều rất hay, nhưng cũng không thể trong vòng một năm khiến giá trị thị trường của công ty tăng trưởng gấp 10 lần được. Như thế là quá nhiều, hay là chúng ta đánh cược đi. Nếu tôi làm được, thì chuyện tối qua chưa làm, cô phải chủ động làm với tôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ đem công ty điện ảnh tặng cho cô. Được, tôi sẽ đi lập dự án cho mấy kịch bản phim này ngay. Ừ, ba bộ phim này, trong trí nhớ của mình, cái nào cũng là cực phẩm. Bây giờ có mình rót vốn vào đó, chuyện nó được nhiều người đón nhận là chuyện tất yếu. Sở Vận, cô thua chắc rồi. Chuyện công ty điện ảnh xem như ổn thỏa rồi. Tiếp theo nên làm chuyện khác rồi. Chào Lý Tổng. Chào Lý Tổng. Ừ, đại thiếu gia, này, chuyện 500 triệu của Lý Tùng Dương, bên phía anh ta trả lời thế nào rồi? Anh ta lại muốn lật lọng, ai muốn lật lọng chứ? Lý Việt Trạch, chẳng qua chỉ là 500 triệu thôi mà, Lý Tùng Dương tôi mà thèm lật lọng sao? Được, có cốt cách, vậy còn nói nhiều làm gì nữa chứ? Đưa tiền đây, tôi, Lý Việt Trạch, tiền tạm thời tôi không có, nhưng tôi có thể dùng một công ty có giá thị trường 700 triệu để thế chấp cho anh. Hóa ra là mày không có tiền mặt à? Vậy thì lên mặt làm gì chứ? Lý Việt Trạch, anh đừng có mà quá đáng. Tùng Dương là em trai anh đó, lẽ nào anh thật sự muốn đuổi cùng rất tận sao? Nó có thể đem công ty chứng khoán có giá thị trường 700 triệu thế chấp cho anh đã là không tệ rồi. Hứa Tư Huệ, cô thân là trưởng bối, cũng dốc lòng dốc sức quá nhỉ. Tôi chỉ hy vọng hai anh em anh hòa thuận với nhau thôi. Ha ha ha. Hay cho câu anh em hòa thuận. Bạch Tình, công ty đó của Lý Tùng Dương có giá thị trường 700 triệu sao? Dạ vâng đại thiếu gia. Đối với công ty Mentos, tôi có chút hiểu biết. Không sai. Được, Lý Tùng Dương, lần này tao tha cho mày. Nếu còn có lần sau thì đừng có mơ